Xin chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Lão Nông Bình Dương Communication. Thì trước mắt cô chú anh chị và các bạn là hình ảnh của chú heo rừng mẹ đang cho con của nó bú nha cô chú anh chị và các bạn. Thì trước mắt cô chú anh chị và các bạn là hình ảnh của mẹ và một con heo con nha. Đó, bây giờ đang xuống nắng cho nên là những con heo là nó trăng mình luôn, nó bú say mê luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Vì mẹ là heo rừng cho nên đẻ con ra nó có ba sọc nha cô chú anh chị các bạn. Thì những người nuôi heo rừng á, người ta gọi đó là sọc dưa nha. Đó. Nó đang xuống nắng cho nên là nó bú một cách say mê luôn. Để nuôi heo rừng đạt hiệu quả thì chuồng phải đảm bảo khô ráo và thoáng mát nha cô chú anh chị và các bạn. Ở vùng này á, thì mát mẻ, ở khu này là nắng nè. Đó, bây giờ là heo mẹ đang dẫn heo con ra ngoài nắng để vừa cho bú vừa tắm nắng nha. Đó. Do là nghe tiếng heo con bên chuồng khác nó ra đó cô chú anh chị và các bạn, cho nên là con heo mẹ nó ngồi dậy. Những con heo con sau khi bú xong thì cô chú anh chị và các bạn thấy không, bụng của nó cũng to và căng lên. Đó. Thì heo có bầu là 3 tháng 3 tuần 3 ngày thì sẽ sinh ra heo con cô chú anh chị và các bạn. Thì đây là những con heo sau khi đẻ được 1 tuần. Do heo mẹ là mát sữa nha, cho nên là những heo con này á nó tròn và nó mau lớn. Thường thì heo sẽ nuôi con tốt vào lứa thứ 2, thứ 3. Lứa đầu thì nó chưa có kinh nghiệm cho nên là có thể là nuôi con không có sống đủ nha cô chú anh chị và các bạn. Hoặc là con nó cũng sẽ chậm lớn hơn những lứa con rạ nha. Thì đó là một vài hình ảnh về heo rừng mẹ và heo rừng con. Và đây là khoai lang nè. Heo rừng thì rất là dễ ăn. Những cái gì mà mình bỏ những phế phẩm thì mình cũng có thể cho nó ăn nha. Tránh ăn những cái đồ ăn hôi thiêu thì sẽ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến sự lớn nhanh của con heo. Thì em cũng xin kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Đừng quên like, share và subscribe kênh Lão Nông Bình Dương. Em xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.